Và đặc biệt á, em thấy nó có một cái dáng giống như là một con mãnh thú đang tiến tới anh. Hi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker ha. Thì lại là chuyên đề việc quay YouTube mùa dịch. Thì như cái số trước thì mình đã quay cho anh em là hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng xe phân khối lớn vào mùa dịch. Khi mà chiếc xe của mình á 3-4 tháng trời đậu trong nhà không có đi, làm sao để mình bảo dưỡng nó tốt nhất để khi mà hết dịch thì mình sẽ vi vu đi nó ra ngoài nó sẽ trơn tru hơn. Thì hôm nay cái clip này mình muốn làm cho anh em, bởi vì những anh em xem kênh của mình á không phải là ai cũng có là xe phân khối lớn này nọ. Thì bây giờ mình muốn làm một cái clip về bảo dưỡng xe tay ga đó. Mà nhưng mà bây giờ hôm nay mình sẽ có một cái khách mời đặc biệt, đó là một người anh tên là Vũ. Nói tới đây là một phần anh em cũng biết đó là ai rồi ha. Thì anh này rành xe hơn, nhất là xe tay ga. Thì anh này sẽ hướng dẫn anh em cách bảo trì bảo dưỡng xe tay ga trong mùa dịch ha. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ bấm gọi cho anh Vũ ha anh em ha. Hello Minh. Hello anh Vũ ha. Mùa dịch này có đi đâu không hay là có khỏe không? Nữa anh suốt ngày trôi em hoài hỏi mùa dịch này em có đi đâu không? Em muốn em đi đâu để em bị 2 triệu phải anh? Rồi mùa dịch này là thấy em còn gọi cho anh được, thấy khỏe là thấy ok rồi. Thì gọi cho anh em hỏi thăm sức khỏe nhau. Thì sẵn tiện thì nãy giờ em có giới thiệu với anh em thì gọi cho anh Vũ để anh Vũ tư vấn là bảo trì bảo dưỡng xe tay ga trong mùa dịch như thế nào á. Mà thì anh Vũ có thể giới thiệu tên tuổi mình rồi cho anh em xem kênh của em biết về anh Vũ chứ. Rồi thì chào tất cả khán giả xem tại Minh Biker. Thì mình là Vũ, đến từ channel Xe Đẹp. Thì như Minh hỏi thì cái việc mà bảo trì bảo dưỡng xe tay ga đúng không? Thì theo anh nghĩ thì nó cũng đơn giản thôi. Thì mình dựng xe khoảng tháng 2 tháng mà cũng khá là lâu, cho nên là anh em cũng rất là nhiều thắc mắc. Thì cách đơn giản nhất của anh đó là mình cứ rửa xe cho sạch thôi. Đó, mình cứ mang xe ra mình rửa cho thật là sạch để mình tránh những cái mà đất cát rồi nó bám vô xe, nó sẽ làm reset xe nó. Rồi mình cứ khoảng 3 ngày, 4 ngày mình cứ mang xe ra cái mình nổ máy một lần. Nổ máy để làm chi? Để cho những cái nhớt á nó tránh bị lọc cặn, lọc bụi. Với lại là nó sạc vô bình rất là quan trọng. Đó, nó giữ cho bình nó có điện, khi mà nó trữ được điện ở một khoảng thời gian mà như mình nghỉ dịch lâu quá cả tháng á, thì khi mà không nổ máy, không 3 ngày nổ máy á, thì khi mà mai mốt mà mình dắt xe ra cái nó hết điện cái mình không nổ máy được. Đó, cho nên là mình cứ bảo dưỡng cách đó thôi. Và khi mà mình dựng xe ở nhà thì mình cũng tránh mà trùm xe kỹ quá. Tại nếu mà mình trùm xe kỹ quá thì những cái con vật như là chuột đồ đó nó sẽ vô nó cắn dây điện trong đó, thì nó sẽ không tốt cho xe. Đó, cho nên mình cứ đậu xe nó một cái không gian nó thoải mái rồi mình cứ lau chùi sạch sẽ là được rồi. Cảm ơn anh Vũ đã tư vấn nhiệt tình ha. Thì nói thiệt anh Vũ là em đang quay kênh YouTube mà nói có một xíu à, thì cái clip nó ít quá. Thì sẵn tiện đây á, em nè, em và các bạn xem kênh của em cũng đang có nhu cầu tìm một xe tay ga để thứ nhất là phục vụ cái việc đi lại là 9, còn để chở người yêu là 10. Thì em nghe nói đó là năm 2021 này á là có một cái mẫu xe mới ra chính hãng ngầu thần thái. Thì bây giờ anh tư vấn cho em thôi, đố anh đó, đó là mẫu gì? Anh em mình có cùng chung chí hướng không? Không chung chí hướng là tắt clip liền. Một chiếc xe tay ga mà sao mạnh mẽ hả? Đúng. Thì anh thấy là chắc em đang nói tới dòng Honda Outlet 2021 đúng không? Tại vì đúng rồi đó anh. Và Honda Outlet 150 2021 là một chiếc xe mà anh nghĩ là rất là ấn tượng trong năm nay á. Cái thiết kế của nó rất là mạnh mẽ, nó nói chung là nó nhìn nó rất là ngầu luôn á, đúng không? Thì đúng rồi, anh nói là đúng. Nhưng mà đối với cái con mắt nhìn của em, một người chuyên chơi xe mô tô á, thì em thấy con xe này nha, thiết kế của nó rất là hầm hố luôn, thể thao cá tính mạnh mẽ. Và đặc biệt á, em thấy nó có một cái dáng giống như là một con mãnh thú đang tiến tới anh. Mãnh thú luôn hả?
Dạ đúng rồi, em cảm giống như là con bò tót hay là một cái con gì mạnh mạnh nó nhào tới á, nhất là cái phần đầu đèn ngầu lắm. Đúng rồi, tại vì anh cũng theo dõi mấy cái dòng đời của Honda Outlet thì anh thấy là cái thiết kế bây giờ 2021 này nó rất là ấn tượng và nó rất là đẹp, và nó có nhiều công nghệ nữa, có nhiều công nghệ tiên tiến mà cho mình đáng để mà bây giờ mình ngồi đây mình phân tích ra. Đó, bây giờ sẵn đây mình sẽ nói sơ về chiếc này luôn ha. Đó, về cái phần đầu ở trên á thì anh thấy nó thiết kế rất là ấn tượng, nó có một cái mẫu và đối minh là cái phần đồng hồ đó là nó như thế nào. Em á thì anh đố em làm cái gì, đập vào mắt em là cái phần đồng hồ anh. Bởi vì thiết kế của nó là thiết kế đồng hồ điện tử LCD, anh thấy không? Rồi trên cái đồng hồ có tất cả các thông số, ví dụ như là báo giờ nè, báo km nè, rồi hiển thị báo số nè. Ô không có, tay ga đâu có báo số, em lộn. Thì nó có hiển thị đầy đủ các thông số trên nó luôn anh. Đúng rồi, cái thiết kế đồng hồ nó là thiết kế kiểu LCD á, nhìn nó rất là đẹp và ấn tượng. Và nó có luôn báo cái nhiên liệu mà mình đã sử dụng mình đi, cái nhiên liệu trung bình á, cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình. Đó, nó hay chỗ đó đó. Và cái phần đầu đèn á, cái phần đầu đèn trước, đầu đèn pha trước á, là nó thiết kế kiểu pha LED và nó chia ra hai bên. Nó nhìn nó giống với mấy cái mẫu xe phân khối lớn á, đúng không mình? Em thì em thấy cái này là rất là hiện đại luôn. Em thấy là mỗi lần á Honda người ta càng cải tiến không anh, như mấy cái mẫu đợt trước á, em thấy là Honda AB mà đời trước á là nó là đèn halogen, nhưng mà bây giờ nó là đều là đèn led hết rồi. Với lại á, cái đèn led này á nó tiết kiệm nhiên liệu và nó kéo dài tuổi thọ rất là nhiều so với lại cái đèn đời cũ luôn đó anh. Đúng rồi, rất là đẹp. Và cái thiết kế mà tiếp theo mà ấn tượng nữa đó chính là cái dàn chân của xe, nó như cặp mâm đó. Ấn tượng của anh là cũng là cặp mâm. Đó, nó thiết kế mâm kiểu như là 5 cây mà dạng như là hình giống như là một cái phi tiêu vậy, rất là đẹp. Và nó có luôn phanh ABS trước nha. Đó, nó có ABS trước luôn. Có luôn, có luôn ABS luôn hả anh? Có luôn. Đó, ghê ta. Thường thường á ABS là được trang bị cho những con xe phân khối lớn đó, cho cái an toàn hơn khi người lái ở tốc độ cao, cũng như là lái ở tốc độ bình thường thì nó sẽ trang bị hơn cho mình là cảm giác an toàn hơn. Như anh như là những anh em thấy á, cái thắng là nó giúp cho mình dừng lại, chạy chậm lại. Nhưng mà khi mà anh em có thắng xịn thì nó sẽ giúp cho anh em tự tin phóng nhanh hơn. Đó. Thì em thấy nè, có những trường hợp như thế này. Mình thấy trên cái xã hội á, ngoài đường người ta đi á, thì khi mà phụ nữ đi xe á, cái phản xạ của người ta không có cứng bằng nam. Thì em thấy là khi là những cái tình huống dù người băng qua đường hoặc là những cái tình huống mà bất thình lình đó, thì người phụ nữ người ta hay bóp thắng lại đột xuất, đa phần là vậy. Thì khi mà không có ABS thì xe nó sẽ bị quăng, đúng không anh? Đúng rồi, sẽ bị quăng thì nó gây ảnh hưởng tới người dùng. Thì khi mà có ABS này xong đó là cái những cái trường hợp đó nó sẽ giảm đi rất là nhiều, đúng không anh? Đúng rồi, nó là công nghệ chống bó cứng phanh, cho nên là những cái pha mà dạ, mà vậy như kiểu hết hồn á, nó mình bóp phanh mà cứng vô á là nó sẽ bị tránh bị sạc cái bánh, tránh bị quăng, nó đỡ bị té rất là nhiều luôn á, nó sẽ rất là đỡ luôn. Và cái anh Vũ ơi, sao anh Vũ, em nghe nói là cái xe này là nó có rất là nhiều màu sắc cho mình chọn lựa, đúng không anh Vũ? Đúng rồi, nó đối em nó khoảng mấy màu. Em nghĩ là màu sắc thì nó phải nhiều sắc màu, thì cỡ 5 anh em siêu nhân không anh Vũ? Đúng rồi đó, nó có 5 màu. Thì 4 màu của nó là như là đầu tiên 4 màu là đỏ nè, đen nè, xám nè, nó rồi xanh. Rồi nhưng mà cái màu đặc biệt nó là xanh xám đen, đó là dành riêng cho phiên bản đặc biệt. Nó tổng cộng nó tới 5 màu, rất là dễ cho mình lựa chọn luôn á. Em thấy bây giờ Honda bây giờ là kiểu như là chiều người tiêu dùng quá anh ha. Hồi rất xưa là chỉ có thời mà ông bà già của anh em mình á, thì mua một chiếc xe chỉ có một hai màu, anh có thấy điều đó không? Đúng rồi. Còn bây giờ đủ thứ màu, mà những màu cá tính, mà những màu mà mới mới không hả anh ha? Đúng rồi, những màu đẹp đẹp không à, nhìn nó đúng rất rồi là màu đỉnh đỉnh đó, mà có nhiều sự lựa chọn thì là sướng luôn. Bây giờ người tiêu dùng bây giờ thiệt sự là sướng, Honda rất là chiều chuộng chúng ta. Một chàng khó tay. Ngoài thiết kế có 5 màu nữa nha, và có những cái công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như là khóa smart key nè, nó có khóa smart key rất là đỡ luôn. Nó
Rất là tiện, chẳng hạn như bây giờ anh lấy xe mà anh muốn đề máy anh không cần phải sử dụng mà chìa khóa mà kiểu như hồi xưa nữa, phải cắm vô xe mà mới đề được. Bây giờ cứ giữ chìa khóa đó là mình có thể là sử dụng được xe. Và nó tránh trường hợp là như, chẳng hạn như là cách 2 mét nó là nó không đề được. Đó. Với lại là nó có một cái phần nữa là định vị xe. Đó, định vị chẳng hạn như là bây giờ em cứ đổ xe ở đâu đó xa đúng không? Đó, chẳng hạn như em đi siêu thị mà xe mà đậu đông đông bích bồng luôn. Đó, mà giờ em muốn kiếm chiếc xe đó, em chỉ cần bấm cái remote thôi là em có thể thấy được chiếc xe, em định vị được chiếc xe nằm ở chỗ đó luôn. Đó, nó rất là tiện lợi luôn á. Cái này là em thấy rất là cần thiết luôn anh. Đúng là phải một lần nữa là em phải khen, cái này không phải nịnh, phải khen. Là Honda quá chiều chuộng người tiêu dùng, bởi vì anh có thấy là đối với những người lao động có thu nhập bình thường thì khi người ta mua một chiếc xe thì nó là một cái giá trị, một cái tài sản của người ta, người ta coi như một cái tài sản. Mà Honda trang bị thêm những cái an toàn như thế này, chống trộm như thế này thì người ta càng thích hơn cho chiếc xe của người ta, người ta cảm giác an tâm hơn khi người ta mua một cái con xe này. Em thấy là lại thêm một điểm cộng nữa, càng review là em thấy là càng thêm điểm cộng nữa cho những cái điểm mà Honda càng nâng cấp. Đúng rồi, và Honda Outlet nó cũng nâng cấp thêm, đó chính là cái cốp xe nó sẽ rộng hơn. Chẳng hạn như bây giờ mình đi phượt đi, anh với em đi phượt đi, nó cần đem theo đồ nhiều đúng không? Nó và cốp rộng nó rất là tiện. Và cái phần cốp á, mình có thể để được một cái nón 3/4 luôn á. Đó, thường những chiếc xe phổ thông là đâu có để được nón 3/4 đâu, đúng không Minh? Dạ dạ. Đó, và dạ, nó có cái đồ sạc điện thoại luôn anh. Đúng rồi, trong cốp có sạc 12W luôn, nó rất là tiện luôn. Thì cái này là anh em mình đi phượt đồ là cảm giác thì quá tuyệt vời rồi anh. Quá tuyệt vời. Đó, thì hồi xưa mình đi phượt á thì mình đi đường xa thì cái điện thoại mình nó hay hết pin. Mình phải đem theo cái gì gọi là sạc dự phòng đúng không anh? Đúng rồi. Thì bây giờ nó có sạc sẵn rồi thì khi mình nghỉ ngơi mình gắm vô mình sạc thôi. Đúng rồi, chỉ cần mà đó, mình vừa đi phượt mình có thể vừa hóng drama luôn, vừa sao kê này nọ luôn anh em. Đúng rồi. Ví dụ những cái trường hợp đó là nó rất là hay ha. Khi mà mình nghỉ ngơi ở đâu đó mình uống nước đi ha, cái mình cắm vô xe mình sạc nó rất là tiện lợi. Với một chiếc Honda Outlet 150 đời 2021 này thì anh thấy là không có gì mà phải chê nữa. Nó vừa đẹp nè, nó vừa hầm hố nè, nó nhiều màu lựa chọn nè, rồi nó có công nghệ ABS, rồi nó cốp rộng, nói chung là không có gì mà phải bàn cãi nữa, đúng không? Anh, còn một cái phải bàn cãi anh. Cái gì? Nó tiêu hiêu hao nhiên liệu như thế nào? Chứ em biết em đường em phải mua cái quan tâm nhất mà người ta mua tay ga. Với cái tiêu hao nhiên liệu á, thì anh có nghiên cứu, anh có xem á, thì và bạn anh cũng đã trải nghiệm á, thì nó rơi vào khoảng là 2.2L/100km. Nó rất là tiết kiệm. Nó hầu như là hao khoảng cỡ bằng xe số à. Nó như vậy là nó quá ok trong chiếc tay ga rồi. Một chiếc tay ga mà nó hao như xe số. Đúng rồi. Trời ơi, vậy là còn không mua là để làm gì nữa anh? Thứ nhất là vừa đi chơi vừa đi thường thường là ở dưới quê em á, thì vừa đi chơi nè, lâu lâu có lễ đi đám cưới, đi thăm người thân nè, rồi đi làm được luôn. Trời ơi, rất là nhiều tiện nghi trong mỗi con xe. Thì còn chần chừ nữa, mà em nghĩ con xe AB này nha, theo em một người đánh giá nha, thì nó thiết kế đa dụng như vậy thì đối với cái chiều cao yên của nó thì rất là thoải mái anh ha. Chiều đối cao. Với chiều cao mà tầm một như chiều cao thấp, những người thấp ở Việt Nam tầm 1m55 tới 1m6 là dư sức đúng không anh? Dư sức. Nãy giờ mình nói quá nhiều về cái những cái chiếc Alex này thì anh thấy là không còn cái gì mà để mình bàn cãi nữa. Bây giờ là anh thấy là sắp với cái vấn đề mà sắp tới á, là anh nghĩ là khi mà hết dịch á là anh sẽ sắm một chiếc á. Còn em thì sao? Thì nãy giờ anh review rồi em nhìn nhận thì thấy một cái con xe mà trên nó có rất là nhiều công nghệ và nhiều sự tiện nghi thì con này rất là đáng mua luôn. Mà một người chưa có xe tay ga như em thì em cũng phải mua chứ anh. Nhưng mà nói thiệt với anh luôn thì em út bây giờ tình hình dịch bệnh khó khăn, khổ cực, ăn mì sống qua ngày thì anh là anh thì hỗ trợ cho thằng em nó bốc cái bát 50 để mua con xe để qua dịch, còn có xe đi với người ta chứ anh để cho em út như vậy sao mà chịu được anh Vũ.
khổ tới như vậy luôn đó hả? Trời đất ơi, nghe thương xót ghê chưa? Thôi thì đối với ai á, thì đối với riêng Minh Baker á, là chuyện nhỏ thôi, ok thôi. Rồi, cái này là anh hứa nha. Hứa. Rồi bây giờ còn một cái nữa nè, bây giờ tiền thì đã mượn được rồi, bóc bát được rồi, nhưng mà bây giờ mua thì tới đó anh em mình hẹn mua ở đâu nè? Mua ở đâu thì ngoài hết bây giờ đó, anh thấy hết là quá ok rồi, chỉ có vô hết thôi em ơi. Trời ơi, anh nói chuyện quầy vốn quá, hết mà không ok gì ở đâu ok nữa. Để anh phân tích cho anh với lại mấy anh em mà sao tại sao hết ok nha. Thứ nhất, khi em vô mua mỗi con xe thì hết người ta cho mình chạy thử con xe đó luôn, ghê không? Rồi sau khi mình chạy thử thì vô sẽ có nhân viên, người ta sẽ tư vấn cho mình dòng nào phù hợp với mình đó. Còn cái thứ ba nữa đó là nhân viên kỹ thuật, người ta sẽ hướng dẫn mình bảo trì bảo dưỡng, còn mình không biết bảo trì bảo dưỡng thì vô người ta sẽ làm từ A tới Z cho mình hết luôn. Và sau khi xe trục trặc thì người ta cũng sẽ làm cho mình hết luôn đó. Và cái mà mọi những người mua xe quan tâm nhất đó là bảo hành 3 năm đó anh. Wow, nhiều dữ vậy ta? Đúng rồi anh. Bây giờ mà chỗ mua cũng đã ok rồi, xe mình cũng đã chấm rồi đó, thì còn chần chờ gì nữa. Khi mà qua dịch này thì anh với em sẽ có một cái hẹn uống cà phê và sẽ đi tới hết đúng không? Đúng rồi. Và anh em mình mua hai anh em hai chiếc, hai màu nha, chứ mua chung một màu ta kêu anh em mình chơi ta đi đó, nên là anh em mình mỗi người một màu, tại nó nhiều màu mà, anh em mua mỗi mình một màu. Và tới lúc đó anh đảm bảo anh với em là sẽ được chở hai em ghệ phía sau luôn, đi cà phê cho có với người ta chứ anh. Đúng rồi, dịch mà hết dịch là phải tung tăng chứ. Chứ giờ 2 tháng nay ở nhà hoài quả quá rồi. Rồi vậy nha anh, clip nãy giờ cũng dài rồi, mình nói nữa thì anh em coi nửa clip anh em tắt á. Thôi giờ chúc anh nhiều sức khỏe nha. Rồi phải chúc em... anh nhiều sức khỏe chứ mà anh mà lỡ có cái gì thì ai cho em mất bát đây. Rồi chúc em mùa dịch này là bình an cho tới hết dịch nha, để còn gặp anh mà đi mua xe nữa. Rồi ok anh, đương nhiên là em phải giữ gìn sức khỏe tốt rồi. Và sẵn tiện đây thì em cũng chúc cho những anh em xem kênh của anh và của em thì mùa dịch này sẽ có được nhiều sức khỏe và vượt qua cái đại dịch. Sau đại dịch rồi anh em mình sẽ cố gắng làm lại tất cả và anh em mình sẽ mua xe để đi chơi sau dịch. Rồi chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Rồi bây giờ thì mình chào tạm biệt mọi người đi. Rồi bye bye mọi người nha.